Chị chuẩn bị ở nhà em rồi đấy. Một món quà vô cùng ý nghĩa luôn. Siêu nhân mà nhìn thấy chỉ có chết ngất thôi. Chuẩn bị chưa, chuẩn bị chưa? Chuẩn bị rồi. Nghe nói là nhà bán xa mới đi từ nước ngoài về. Tôi đồng ý chứ đến đây không biết đâu cả. Chị này, đi nước ngoài về mua cả sô-cô-la cho em luôn. Nhưng mà chị lỡ ăn mất một miếng rồi. Ăn mất một nửa là còn một nửa phần em. Tại nó ngon quá, ngồi trên máy bay chị ăn mất rồi. Đấy, để đi ăn nhé. Thế nào, ngồi đây làm gì? Em cứ tưởng chị lừa em cơ. Lừa gì? Em cứ tưởng chị lừa em cơ. Lừa gì? Sao? Thế nào? Làm sao? Bảo mua người ta chắc chưa xe đâu. Biết ngay mà, không bao giờ chị quên luôn. Chị đã chuẩn bị sẵn cho em rồi đấy. Mua cả siêu xe, mua cả sô-cô-la cho ăn còn gì nữa. Bây giờ chị sẽ có một điều bí mật cho em. Có muốn xem không? Có bất ngờ không? Có vâng. Em thích siêu xe đúng không? Em thích xe to hay xe bé? To. Được, chị đã chuẩn bị cho em một cái siêu xe rồi đấy. Bây giờ đi nhá, bịt mắt lại. Chị sẽ cho em bất ngờ luôn. Được rồi, cứ đi đi, gần đến nhà rồi chị sẽ bịt em. Đảm bảo em sẽ thích gọi là rụng rời chân tay luôn. Nào, gần đến nhà rồi, tay cầm. Đấy, chị chuẩn bị ở nhà em rồi đấy. Một món quà vô cùng ý nghĩa luôn. Siêu nhân mà nhìn thấy chỉ có chết ngất thôi. Chuẩn bị chưa? Xe đồ chơi nhưng mà đây cũng là siêu xe mà. Em bảo là em thích siêu xe mà. Thế đi trả sô-cô-la người ta đây. Không lấy thì lấy thôi, về người ta tự chơi. Siêu xe đẹp như thế này rồi, mình mất công mình mang từ nước ngoài về chuẩn bị cho như thế. Tưởng nó thích cuối cùng không thích rồi. Đẹp này còn gì nữa, điều khiển cho em luôn. Xin chào tất cả các bạn, các bạn xem ủng hộ mình và subscribe.